Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều so với Luật Đất đai năm 2003 và sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 7 tới. Một trong những vấn đề vướng mắc nhất thời gian qua đó là thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã được luật hóa và bổ sung những quy định rất quan trọng và cụ thể. Đây cũng là một trong 9 điểm đổi mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2013. Dự án cầu vượt nút giao giữa đường sắt Bắc Nam tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh có chiều dài toàn tuyến là 1,1 km. 46 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng buộc phải di rời để giải phóng mặt bằng cho công trình. Đây chỉ là một trong 39 dự án đang được triển khai trên địa bàn thành phố Vinh hiện nay. Để thực hiện các dự án này, thành phố Vinh đã, đang và sẽ phải thu hồi một số diện tích đất khá lớn, gồm đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, cùng với nhiều tài sản gắn liền trên đất. Luật Đất đai năm 2013 với những quy định cụ thể trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ giúp cho công tác giải phóng mặt bằng của thành phố được dễ dàng và thuận tiện hơn. Pháp luật đất đai mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Tôi hy vọng luật đất đai đó giữ lại quyền lợi nhiều hơn cho người dân và nó cũng góp phần giúp anh em chúng tôi làm công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều thuận lợi. Luật Đất đai năm 2013 đã quy định khá đầy đủ chi tiết về giá đất bồi thường, không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Luật cũng quy định cụ thể điều kiện được bồi thường về đất, bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, bồi thường tài sản gắn liền với đất, bồi thường khi thu hồi đối với từng loại đất và từng đối tượng cụ thể. Ngoài ra, việc đảm bảo sinh kế cho người có đất bị thu hồi đã được quy định cụ thể rõ ràng, đầy đủ hơn thông qua quy định các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Quy định khi thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập và tổ chức thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán của từng vùng miền. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư. Bên cạnh bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng đất, thì những quy định cụ thể của luật cũng giúp cho nhà nước quản lý thuận tiện hơn trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Có một số dự án như hiện nay, thì khi tổ chức thực hiện thì người dân không đồng thuận và nhà nước không có chế tài quy định để bắt buộc người dân phải chấp hành cái việc tạo điều kiện cho tổ chức làm đặt bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đo đạc và kiểm đếm tài sản. Cái thứ hai là về giá bồi thường giải phóng mặt bằng thì hiện nay có nhiều trường hợp là theo quyết định là bồi thường theo giá thị trường, nên người bị thu hồi là cứ yêu cầu bồi thường cao hơn rất nhiều so với mức giá mà nhà nước quy định, không có cơ sở để xác định cái mức giá phù hợp phục vụ đặt bồi thường giải phóng mặt bằng. Thì theo quy định mới thì Ủy ban tỉnh sẽ quy định cái mức giá khi nhà nước thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng. Quy định này thì tất cả tổ chức công dân đều phải chấp hành. Hiện nay là Sở Tài nguyên Môi trường đã chủ động tham mưu để chủ động dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của mình, thì tất cả lĩnh vực từ bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền đất, giá thuê đất đã hiện nay là giá cụ thể cho từng tổ, từng nhóm tiến hành. Cùng có được cùng bỏ phí vì mình thiên đặt thì cùng dự thảo về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, và trong đó thì cũng có thể là cơ bản hoàn thành thì cơ bản trên 6 cái vấn đề của cái quy định bồi thường giải phóng mặt bằng. Với việc luật hóa và quy định cụ thể trong các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013 sẽ giúp cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất được thuận lợi hơn, tránh được những khiếu kiện như thời gian qua.